Có một bạn hỏi thế này Có một số nhân dịp cuối năm Các gia đình thường hay đi tảo mộ Có những gia đình còn mang cả con, cháu Mang đồ ăn ra mộ tổ tiên Sau khi dọn dẹp mộ Thì ngồi ăn liên hoan ngay bên cạnh mộ Tiến sĩ có thể cho mọi người biết Việc ăn uống Nhậu bên cạnh mộ Có được hay không Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe Hay là ảnh hưởng tâm linh hay không Đó thì theo ý tôi, thì việc mà chúng ta em trẻ con mang con cháu đi đến cùng tạo mộ à, tổ tiên Thì cái đấy thường cần bởi vì sao? Những cái dịp như vậy thì chúng ta cũng à, dẫn con cháu đi để để nó biết Thì nay mai chúng ta không còn nữa thì con cháu còn biết là đi nhận mộ tổ tiên Thì cái đấy cũng được, nhưng trẻ con bé quá thì chúng ta đưa ra mộ cũng không tốt chưa kể là phần tâm linh mà cái phần sức khỏe đi ra những cái nơi nghĩa trang thì cái nơi đó những cái tần số sinh học nó cũng không không tốt cho 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 việc sức khỏe nhưng ở đây bạn hỏi cái khía cạnh khác cái này khía cạnh có nên à, tổ chức ăn uống cạnh các ngôi mộ hay không thì theo quan điểm của tôi thì là à, chúng ta không nên tổ chức ăn uống nhậu nhạt tại nghĩa trang bởi vì cái đấy nó phản tâm linh đó, chúng ta không nên ăn uống à, rồi là những cái ngay trên cạnh mộ hoặc nó vừa về mặt tâm linh cũng không hợp và thứ hai là mất vệ sinh vì các bạn nên nhớ là ở các nghĩa trang không ít thì nhiều còn cái nơi mà phân hủy những cái xác chết thì xác mới thì lại càng kinh khủng tức là nó còn, còn cả cả thịt nó phân hủy lên còn những, những, những cái ngồi mộ lâu ấy, thì cái cái xương ấy, nó vẫn tiếp tục phân hủy cờ lo pho, pho và nhê tức là tiếp tục phân hủy lên cho nên là cái không gian đấy, đấy cái nồng độ phân hủy của những cái uh, thán khí nó rất là nhiều thì chúng ta ăn uống ở đấy nó vẫn vệ sinh ở chỗ là những nó nhiễm những cái thán khí ấy đồng thời khi ở các nghĩa trang đó những vi trùng vi khuẩn nồng độ cũng rất khủng khiếp. Vì sao? Vi trùng vi khuẩn nó ở đấy nhiều hơn để nó ăn, nó phân hủy những cái xác đã chết hoặc lấy xương thì nó, nó à, làm cho cái, cái nồng độ về vi trùng vi khuẩn đấy rất là nhiều. thì chúng ta mang cái thức ăn ấy đến đấy cũng không nên, không nên ăn uống tại đó. cho nên là theo quan điểm của tôi, không nên tổ chức ăn uống tại những cái Nghĩa trang hoặc nhất là cạnh các ngôi mộ làm vừa mất vệ sinh và cũng không tâm linh à, chúng ta thấy không tâm linh thì chúng ta nên rút kinh nghiệm Để có chăng chúng ta nên tảo mộ rồi làm sạch sẽ cây cỏ rồi là làm cho nó sạch rồi cùng nắm ta cắm Những cái bông hoa là cùng thôi Còn những đồ ăn uống không nên đưa đến nghĩa trang ăn tại nghĩa trang cũng không nên cúng tại nghĩa trang cũng không nên chứ chưa nói đến ăn ngồi ăn uống tại nghĩa trang thì lại càng không nên Cảm ơn bạn đã có câu hỏi à, Gia đình bạn Chi ở Huế Có gửi tới chương trình câu hỏi thế này này Lăng mộ của gia đình Có trồng cây vạn tuế Rất to Để trang trí và làm đẹp Nhưng vài tháng gần đây Cây vạn tuế tự nhiên chết khô Mà trước đây lại rất tươi tốt Xung quanh năng thì có những con vật con chim, như con chim con chuột chết xung quanh đó rất nhiều. Nhà cháu sợ đang có điểm gỡ. Mong chương trình tư vấn giúp nên làm gì để giải tỏa được tâm lý cho cả nhà hay không? À, vâng. Cái chương trình ở Huế, bạn này là đang là nói là ở Huế. Thì tôi nhớ, không nhầm là cách đây một số năm. Giam năm gì đó, trước đây. Thì à, à, cái chương trình... 5 năm trước đây thì chúng tôi đã có cái chương trình mà thế này à, Thưa với các bạn là chúng tôi 5 năm, năm trước đây Chúng tôi đã có chia sẻ một chương trình ở Huế có rất nhiều những cái ngôi mộ bị đóng đinh Ngôi mộ bị đóng đinh ấy để Một loạt các cái ngôi mộ ở, ở nghĩa, một số nghĩa trang ở Huế bị đóng đinh Rồi là các gia đình tự nhiên về sống bới lên có những ngôi mộ rất nhiều đinh thì cái đấy cũng đã là À, ý của một số các bọn xấu làm ra thì bây giờ hiện nay không biết nó có liên quan đến các bọn xấu tiếp tục không, tức là làm cho cái cây vạn tuế to đang trang trí đẹp thì lại lại chết khô và xung quanh đó, đặc biệt cái tin này này xung quanh đó có những con vật, à những con vật bị uh, như chim này chuột này chết ở xung quanh, thế thì chúng ta phải để xem, bởi vì những cái cây mà đang xanh tươi mà chết ấy, thì ngoài trừ cái trường hợp là nó thiếu nước thiếu chất ra cây vận tuế thì thường là nó chỉ chết khi chúng um, nó ăn cũng rất ít thôi nhưng mà nó chết ấy là có vấn đề về chất độc axit hoặc cái loại gì nó không lợi nó có thể chết do nước sôi đổ lên hoặc là rất axit mà đặc biệt là xung quanh như bạn nói cái tin này lại có chim hoặc là con chuột hay con rắn sức nó chết xung quanh chứng tỏ ở đấy có chất độc hoặc axit hoặc cái gì đó mà bất lợi à, cho cái khu vực đó thì chúng ta cần phải xem xét vậy thì ở đây như bạn hoang mang gia đình đang hoang mang lo no sợ rằng đây là cái điểm gỡ điểm gỡ là cái cây vạn tuế mình trồng để trang trí thì, thì nó chết khô bởi xung quanh đấy những con chim con rắn con chuột đã chết ở đây chứng tỏ chứng tỏ ở đấy đang có ai đó phun cái gì chất độc chất độc này làm chết cả cây mà khi chết cả cây thì đương nhiên chim đến đấy à, rồi là chuột thì rắn đi qua cái vùng đó cũng bị chết lây theo mà không cẩn thận cái chất độc đó có thể còn hại đến những thân nhân đến viếng mộ nữa chúng ta phải rất cẩn thận bởi vì à, chúng ta cũng phải phải báo cho cái môi trường ở đây tôi thấy cái tín hiệu của bạn nói liên quan rằng kể cả con chim con vật con chuột chết ở xung quanh chứng tỏ ở đấy có những chất độc về môi trường chứ không chỉ thuần túy về mặt tâm linh đâu cho nên là gia đình bạn hoang mang lo sợ nhưng chúng tôi lại hoang mang lo sợ là cái phật khác là cho những nhân dân ở đấy ra viếng mộ hay tự nhiên đi về lại bị ốm đau hay bị bệnh tật thì tự nhiên nó bùng lên một dư luận là dạo này cứ khu đấy thế này khu đấy thế khác không ai dám đến nữa mộ đấy giờ động địa vân vân nó bùng lên những cái dư luận không lành mạnh về cái khu mộ đó từ cái chỗ là cây chết vật chết thì có khi người cũng ra đến đấy thì mọi người rất là sợ về cái việc đó biết đâu là những kẻ xấu đang có một mục đích gì đó thì sao cho nên nên báo ngay với những cái cơ quan chức năng về xử lý môi trường kiểm tra cái nồng độ không khí rồi đất rồi những khu vực xung quanh đó xem có bị ai đó người ta à, à, tẩm ướp hoặc là phun những cái chất hóa chất thì không ảnh hưởng đến làm cho cây chết rồi con vật cũng chết và lơ mơ không cẩn thận là người ra viếng có khi cũng bị ảnh hưởng sức khỏe thì tôi khuyên bạn là như vậy thế còn ảnh hưởng với tâm, tâm lý không đương nhiên những người ở trong các khu mộ đó mà thấy Cảnh vật đấy thì đã hoang mang rồi, đã hoang mang là ảnh hưởng về tâm linh rồi. Nhưng mà chúng ta nên là cảnh giác. Ảnh hưởng tâm linh ở đây là có kẻ xấu đang gieo rắc những cái thông tin làm cho gia đình mình hoang mang, lo sợ về những công việc như vậy. Thì cảm ơn bạn đã có chia sẻ chương trình. Và nhân chương trình này chúng tôi cũng khuyến cáo cho những người dân ở cái vùng đó ở Huế nói chung một số nghĩa trang Huế và những nghĩa trang khác Nếu thấy hiện tượng Cây cối tự nhiên là bị chết Rồi xung quanh đó có những con vật bị chết và Cỏ rất là bị héo úa Chứng tỏ có người nào đó, đó Đã à, phun hoặc là đã à, Tưới những cái chất Độc hại mà chết cả cây Rồi con vật xung quanh đến đây Cũng chết thì con người đi qua đấy Ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe Cảm ơn bạn